Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và giới thiệu các thiết bị âm thanh cao cấp tuyển chọn, được cập nhật vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ của shop nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay Tiến Dũng làm một clip hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật. Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách lắp đặt và cân chỉnh tối ưu hóa một chiếc vang Wooten. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Như quý vị và các bạn đã biết, những dòng vang số chỉnh tay thì được nhiều anh em gọi là vang cơ, rất dễ để cho chúng ta lắp đặt và cân chỉnh. Tuy nhiên, một số anh em khi mua vang số về, khi mua mang vang cơ về thì cũng rất lo lắng là không biết là lắp đặt có đúng hay là chưa, đúng kỹ thuật hay là chưa, hay cân chỉnh như thế nào đó cho nó hay. Và clip này Tiến Dũng sẽ hướng dẫn anh em cách thực hiện điều này. Nó rất dễ dàng. Xin mời quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ ghép chiếc vang Wooten KM6FX với chân đi đàn ông 1500R 25 mã và cặp loa bầu 301 series 3. Tôi đã để sẵn ở đây. Với những thiết bị như thế này, chúng ta cần phải có thêm một bộ giải mã. Ví dụ như ở đây Tiến Dũng đang để bộ giải mã iFi Nano One, một giải mã rất cần thiết cho dàn âm thanh nghe nhạc và các dàn âm thanh hát karaoke giải trí gia đình. Và với âm ly nội địa Nhật, ví dụ như chiếc đàn ông này và cặp loa bầu, cũng như kết hợp với giải mã iFi Nano One, là chúng ta có thể nghe nhạc giải trí gia đình được rồi. Tuy nhiên, với anh em có nhu cầu hát karaoke thì chúng ta cần phải có một thiết bị, đó là một chiếc vang. Chúng ta gọi đúng từ thì nó là mixer. Trước mắt anh em là một chiếc mixer, hay còn gọi là vang, thương hiệu Wooten, hàng chính hãng. Ở đây hãng đề Professional Audio System Digital Control, tức là hệ thống âm thanh số chuyên nghiệp. Và với dòng vang này thì nó cho âm thanh rất tuyệt vời, rõ nét, dễ cân chỉnh và đặc biệt rất dễ lắp đặt. Thì Dũng sẽ khui cái hộp này ra. Cái này hàng mới 100%. Khi anh em mua Wooten KM6FX hàng chính hãng về thì sẽ cần những bước cài đặt cũng như cân chỉnh như sau. Hàng chính hãng thì chúng ta cầm rất chắc tay và nó rất sắc sảo. Đây là hộp hút ẩm. Tôi sẽ bỏ cái này sang một bên. Ở đây là mặt trước của chiếc vang Wooten. Mặt trước thì có các nút cơ bản như nút tắt mở nguồn, nút tăng giảm ốc fix, tức là chỉnh echo, chỉnh tiếng vang, nút micro level, tức là nút chỉnh mic lớn nhỏ, và bên đây là nút music level, nút chỉnh music, tức là chỉnh nhạc. Chúng ta sẽ cài đặt cơ bản ở phía đằng sau trước, sau đó sẽ cài đặt phía đằng trước. Trước mắt quý vị là giao diện phía mặt sau của chiếc vang Wooten KM6FX hàng chính hãng. Đối với chiếc vang này thì các nút chỉnh đều được đặt âm ở phía bên trong. Các nút chỉnh đặt âm ở phía bên trong và các giao diện ở phía mặt sau tổng thể là như thế này. Phía ngoài cùng đó là nút chọn ngõ vào. Phía ngoài cùng đó là hai cổng kết nối ngõ vào. Nó sẽ nhận âm thanh ở đây, AUX1 và AUX2. Phía bên đây chúng ta thấy có một jack ba lăng dùng để xuất tín hiệu đến âm ly hoặc xuất tín hiệu đến một men công suất. Và các jack kế tiếp bên đây có đề mic 1, mic 2, mic 3, là nơi mà chúng ta có thể cắm micro, kết nối micro có dây hoặc không dây vào đây để hát karaoke. Bên đây chúng ta thấy có một lỗ 6 ly hãng đề center out, tức là xuất tín hiệu loa center, loa trung tâm xuống cái phần công suất. Và bên đây chúng ta thấy có các nút chỉnh bass, mid, treble, bass, treble và
nút chỉnh volume của cái loa center. Trong trường hợp các anh em muốn sử dụng cái nút chỉnh này thì chúng ta thường để khoảng 50% là vừa. Và cái việc kết nối, cái việc điều chỉnh quan trọng nhất ở đây, anh em thấy có một cái nút đặt âm ở phía bên trong. Ở đây hãng đề L trên R volume. Đây chính là cái nút chọn cái cường độ của ngõ ra. Chúng ta vặn cái nút này xuống càng thấp, càng tối thiểu thì âm thanh xuất ra càng lớn. Và ngược lại chúng ta vặn lên càng cao thì ở đây hãng đề 650W, càng cao thì âm thanh xuất ra càng nhỏ. Như anh em khi mua vang số, vang Putin về thì loay hoay ở vấn đề này rất quan trọng. Chúng ta nên vặn cái này xuống tối thiểu để cho âm thanh xuất ra nó mạnh mẽ nhất có thể. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai ở bên đây, anh em thấy hãng đề S Music Volume, tức là viết tắt của chữ Surround nhạc. Surround Music Volume tức là tăng giảm cái nhạc khi xuất ra tín hiệu ngõ Surround. Chúng ta cần đưa cái nút này lên tối đa nếu như muốn âm thanh của cái loa Surround nó lớn, tiếng music của loa Surround lớn. Kế tiếp là một chiếc một nút nữa, hãng đề Surround Mic Volume, tức là cái âm thanh mà nó xuất ra ở ngõ Surround nhiều hay ít, cái tiếng micro nhiều hay ít. Thông thường chúng ta cũng nên để cái nút này ở mức tối đa. Một số anh em thì thích cái tiếng của loa Surround, cái tiếng nhạc nó ít thôi, còn tiếng micro nó nhiều lên để làm cho các loa trợ lời nó lung linh hơn, thì chúng ta nên bớt cái nút music này xuống một chút, khoảng 60% là vừa. Và phía bên đây anh em thấy có hai nút chỉnh, hãng đề Frequency là cái nút chỉnh cắt tần số của cái loa súc. Thông thường ở trên loa súc thì chúng ta thường có nút cắt tần số sẵn rồi, nên nút này chúng ta sẽ đặt tối đa. Tối đa tức là hết chiều, hết cỡ theo chiều kim đồng hồ. Kế bên ở đây hãng đề một nút Bass Volume, tức là chỉnh cường độ của cái loa súc chúng ta. Đương nhiên chúng ta sẽ đặt tối đa, xoáy cái nút này lên vị trí tối đa. Kế bên nút này chúng ta thấy có một lỗ rắc 6 ly, hãng đề Bass Out. Nút Bass Out này là nút truyền dẫn tín hiệu từ vang số xuống loa súc. Anh em có loa súc thì sẽ kết nối cái ngõ vào của loa súc kết nối vào đây để lấy tín hiệu từ vang xuống cái loa súc của mình. Thì trên đây là các nút chỉnh cơ bản nhất ở phía mặt sau và các rắc kết nối cơ bản nhất ở phía mặt sau. Rắc tiếp nhận ngõ vào, rắc xuất ra âm thanh surround, rắc xuất ra âm thanh chính power, main power bằng rắc ba lăng hay còn gọi là rắc ba chân. Ba cổng micro, mic 1, mic 2, mic 3. Cổng xuất ra âm thanh center và các nút điều chỉnh bass chép volume của center. Và ở bên đây chúng ta thấy có một lỗ nhỏ ở đây, trên đây hãng đề FBE. FBE này chính là cái công tắc để tắt mở chế độ chống hú. Chúng ta đưa tô vít vào đây, nhấn vào thì chế độ chống hú được khởi chạy và nhả nó ra thì tắt chống hú. Thông thường chúng ta sẽ nhấn cái nút này âm vào trong. Và sau đó chúng ta sẽ kết nối cái dây nguồn vào đây. Đây là dây nguồn tín hiệu. Vang Wutin thì chạy điện 220V. Và Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối cái vang số này, cái vang Wutin này đến âm ly luôn. Sau đó chúng ta sẽ cân chỉnh tối ưu ở mặt trước. Trên đây là một chiếc âm ly đàn ông. Tiến Dũng đã kết nối sẵn cái dây loa vào đây. Âm ly đàn ông đang sẵn sàng. Và để kết nối một vang này chúng ta cần có hai loại rắc. Một là rắc ba lăng chuyển đổi ra RCA. Ở đây chúng ta thấy có rắc ba lăng và đây là rắc bông sen hay còn gọi là rắc RCA.
Và chúng ta cần một bộ dây AV nữa, dây bông sen nữa, để lấy tín hiệu từ trên giải mã, từ điện thoại, từ máy tính, từ nguồn phát nói chung, đưa tín hiệu đó vào cái vang này để cho nó có thể trộn âm được. Thì những dây dẫn này rất quan trọng, anh em cần trang bị cho mình những dòng dây dẫn tốt, khả năng kháng nhiễu tốt để âm thanh không bị ù xì. Đây là các dòng dây dẫn Pro N của Ý do Tiến Dũng thi công, hiện đang có phục vụ tại cửa hàng. Anh em quan tâm sẽ liên hệ với Tiến Dũng để mua những dây này. Âm thanh của nó rất tốt và khả năng kháng nhiễu rất tốt. Về việc kết nối tổng thể thì anh em hãy hình dung là từ nguồn phát từ đâu, đi qua những đâu và kết thúc ở đâu. Trong trường hợp này thì nguồn phát Tiến Dũng sẽ lấy từ một chiếc giải mã iFi Nano One, truyền dẫn tín hiệu đó đến cái vang, từ cái vang truyền dẫn đến cái âm ly và từ cái âm ly truyền dẫn ra loa. Đó là quy trình của tín hiệu. Anh em hãy làm theo đúng quy trình thì cái việc lắp đặt của mình nó dễ dàng hơn rất nhiều và nó không có bị rối. Trên đây là cái bộ giải mã iFi Nano One, hàng chính hãng nguyên hộp. Với giải mã này thì mức giá chỉ 5 triệu đồng. Âm thanh sẽ rất tuyệt vời khi anh em trang bị một hệ thống giải mã. Chúng ta kết nối cổng quang từ TV Ethernet vào cái hộp giải mã này, kết nối nguồn điện từ adapter của thiết bị iFi này và iFi đã sẵn sàng. Từ đây chúng ta truyền một cái dây tín hiệu, dây AV kết nối đến ngõ in rắc ngoài cùng hãng đề AUX1, kết nối vào đây. Kết nối dây này với mục đích truyền dẫn tín hiệu từ giải mã file, từ giải mã DC kết nối đến cái vang. Và nếu như chúng ta có một nguồn tín hiệu nữa, ví dụ như tôi có thêm một chiếc điện thoại hay gì đó, tôi sẽ kết nối vào cái ngõ kế bên hãng đề AUX2. Như vậy là việc kết nối cái dây dẫn tín hiệu từ giải mã xuống cái vang đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ truyền dẫn cái tín hiệu mà sau khi cái vang nó trộn lại thì nó xuất ra ở ngõ ba lăng, xuất ra ở hai cái ngõ ba chân. Nhiều anh em hay gọi là ngõ ba chân, chúng ta gọi là ngõ ba lăng cho đúng. Chúng ta kết nối một giắc ba lăng vào đây. Trên đây là cái kết quả sau khi cái vang nó đã xử lý tín hiệu xong, trộn âm, trốn, chống hú, tạo echo vân vân. Nó xuất ra ở đây và chúng ta sẽ truyền dẫn cái tín hiệu này, truyền dẫn đến âm ly. Trên âm ly thì thông thường có rất nhiều ngõ vào, ví dụ như ngõ CD, ngõ tuner, ngõ AUX, ngõ line, vân vân. Trong trường hợp này tôi sử dụng ngõ CD. Nếu như chúng ta có thêm một loa sub thì sẽ kết nối cái ngõ hãng đề bass out này, kết nối đến cái loa sub để tăng tiếng trầm cho hệ thống âm thanh của anh em. Trong trường hợp chúng ta có thêm một chiếc equalizer nữa, thì chúng ta sẽ kết nối từ nguồn phát của mình đến cái equalizer trước. Equalizer lọc xong, xử lý tín hiệu xong thì sẽ truyền dẫn cái tín hiệu của equalizer xuống cái vang này. Như vậy chúng ta chỉ lọc cái tiếng nhạc, không lọc tiếng micro. Âm thanh sẽ tốt hơn rất nhiều khi chúng ta kết nối theo quy cách như vậy. Tiến Dũng xin nhắc lại là trong trường hợp chúng ta có một chiếc equalizer, một chiếc lọc xì thì kết nối tín hiệu từ nguồn phát đến equalizer, từ equalizer đến vang và từ vang đến âm ly. Trên đây là cái quy trình để chúng ta lắp đặt cho đúng kỹ thuật. Âm thanh sẽ tốt nhất khi chúng ta lắp đặt như vậy. Như vậy là việc kết nối đã hoàn tất. Chúng ta sẽ khởi động máy lên. Ở trên mặt máy thì có những nút điều chỉnh như sau. Chúng ta sẽ nói từ bên phải sang bên trái. Bên phải ngoài cùng đó là nút nhỏ xíu ở đây, là nút chọn ngõ vào AUX1, AUX2. Chúng ta có hai
nơi tiếp nhận tín hiệu ngõ vào ở đây thì khi mà thay đổi cái nguồn phát là điện thoại, là TV, là máy tính thay đổi qua lại thì nhấn cái nút này để chọn ngõ vào. Anh em hiểu là ngõ A, ngõ B tiếp nhận tín hiệu ngõ vào. Kế bên là nút Music Level là nút tăng giảm cái nhạc lớn nhỏ. Và những cài đặt ở phía mặt trước chúng ta làm như sau. Ý nghĩa của các nút mặt trước là như sau. Nút đầu tiên là nút Reset. Nút Reset này anh em hiểu là cái volume phụ của cái nút Music này. Chúng ta đưa nó lên hết cỡ. Kế tiếp là cái nút ba cái nút hãng đề ở đây là Music EQ, là cái nút tăng giảm tiếng bass, tiếng mid, tiếng check của cái phần nhạc. Music EQ là tăng giảm cái âm sắc của cái phần nhạc. Thông thường chúng ta sẽ đưa cái nút mid, tức là nút trung âm lên khoảng 1 giờ và nút check lên khoảng 1 giờ. Nút bass thì thông thường chúng ta để ở chính giữa, bởi vì cái tiếng bass của nó rất mạnh. Anh em nào muốn tăng giảm bass thì cứ đưa tu vít vào đây để chỉnh. Kế tiếp chúng ta thấy có một nút hãng đề Mic Level, và kế bên nút Mic Level chúng ta có nút Reset. Đây chính là nút volume phụ của cái nút Mic Pro. Volume Mic Pro, volume phụ chúng ta đưa tu vít vào đây chỉnh lên tối đa. Kế bên là ba nút tương tự như bên đây, hãng đề Mic EQ, tức là chỉnh âm sắc của cái phần micro. Thông thường chúng ta sẽ bớt cái tiếng bass lại một chút để làm cho tiếng nó đỡ ấm, nó đỡ ồm ồm. Đưa cái nút này khoảng 10 giờ, còn hai nút kế bên là nút mid và nút check chúng ta đặt khoảng 1 giờ cho tiếng nó sáng, tiếng nó rõ. Kế bên nữa là cái nút Ascenter. Nút Ascenter này anh em hiểu nó là thay đổi cái sắc thái của cái tiếng micro. Thông thường chúng ta để cái nút này khoảng 10 giờ. Nếu như để cao quá thì tiếng nó dễ bị xé, mà để thấp quá thì tiếng nó bị chìm. Chúng ta để 10 giờ là vừa. Kế bên này chúng ta thấy có hai nút hãng đề, hai lỗ hãng đề mic 1, mic 2. Đây là nơi để kết nối cái micro vào đây. Micro có dây hay micro không có dây đều được. Kế bên đây nữa hãng đề hai nút mic 1 và mic 2. Đây là nút volume của từng micro. Hai nút này thông thường chúng ta để khoảng 70% là vừa, tức là khoảng 2 giờ chiều. Ví dụ như anh em có hai người hát, giọng nữ thì thường thường họ có giọng hơi nhỏ, hơi yếu. Chúng ta đưa cái nút mic 1 này lên một chút, và cái nút mic 2 là nam giới hát thì tiếng nó mạnh mẽ hơn, chúng ta để nó hơi thấp lại một chút, để khi hai người hát song ca thì nó đồng đều với nhau. Nữ hát mic 1 và nam hát mic 2. Chúng ta có thể đổi qua đổi lại thì nó cũng như nhau thôi. Kế bên nữa là nút hãng đề Affix Level. Affix Level này chính là nút tăng giảm cái tiếng vang nhiều ít. Và trong đây chúng ta có ba nút để hiệu chỉnh cái phần vang. Hãng đề Affix. Đầu tiên đó là nút Delay. Nút Delay này là thay đổi cái thời gian trễ của tiếng vang. Giống như anh em nói ở trong một cái động lớn thì cái tiếng nó đập lại nó rất trễ, nó rất lâu mới đến tai chúng ta. Còn cái động nhỏ thì nó nhanh đến hơn. Thông thường nút này chúng ta để ở vị trí khoảng 12:30. Đây là nút Delay. Kế bên là nút Repeat. Nút Repeat này chính là sự lặp đi lặp lại nhiều lần hay ít lần của cái tiếng echo. Thông thường Tiến Dũng hay đặt ở mức 12:30, tức là nút khoảng gần 1 giờ. Kế bên này là một cái nút Reverb. Nút Reverb này chính là nút tiếng vang. Nút này rất quan trọng. Chúng ta chỉnh quá nhiều thì tiếng nó bị xé, rất khó nghe. Và chỉnh ít thì tiếng vang nó mỏng. Thông thường chúng ta nên đặt nút này ở vị trí khoảng 10 giờ, tức là dưới 50% một chút, như thế là vừa. Kế bên đây chúng ta thấy có một cái đồng hồ hiện số, và trên đây có các hai nút chỉnh mũi tên lên xuống. Đây chính là cái công tắc chọn phong cách echo. Chúng ta thay đổi cái số này là cái phong cách tiếng vang nó khác. Thông thường mặc định hạ nhà sản xuất để ở vị trí số 5, như vậy là vừa. Trên đây là đầy đủ các nút chỉnh cơ bản nhất của một chiếc vang số Wooten. Sau khi điều chỉnh xong thì anh em sẽ kết nối cái micro vào. Tôi sử dụng ngõ mic 1. Ở trong cái
việc hát karaoke kết nối với vang thì anh em nên đặt cái nút volume của âm ly lên khoảng 11 giờ để cho tiếng nó bốc, nó bay. Một số anh em khi đặt cái nút này rất nhỏ, khoảng 10 giờ, khoảng 9 giờ thì khi mà chúng ta vặn lớn ở trên đây thì tiếng nó không bay ra được, nó không thoát được, nó rất khó hát. Tóm lại anh em nên để khoảng 11 cho đến 12 giờ là vừa. Lượt 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 1 2 3 4 5 6. Một số anh em để cái nút này khoảng 9 giờ sau đó tăng cái nút này lên thì tiếng nó rất khó thoát. Lượt 1 2 3 4 5 6. Nó bị vỡ tiếng, nó bị bí tiếng và nó không thể thoát âm thanh ra được. Lượt 1 2. Tóm lại anh em nên để cái nút này lên khoảng 11 giờ. Lượt 1 2 3 4. Đây là nút chỉnh volume micro và cái bên đây là volume nhạc. Anh em chỉ cần thay đổi hai nút này là thay đổi nhạc và micro, tăng giảm thoải mái. Khi chúng ta điều chỉnh hai nút này thì anh em hình dung nó giống như một cái bập bênh, nó cần cái sự cân bằng. Và trong cái trường hợp này thì cái micro chúng ta nên để cường độ âm thanh 10, còn tiếng nhạc thì chúng ta để 8 thôi. Như vậy thì chúng ta hát nó mới trội lên khỏi cái dàn nhạc, tiếng nó mới thoát và tiếng nó mới nhẹ. Lượt 1 2 2 3 4 5 6. Trong trường hợp nó xuất hiện tiếng hú rít, có thể là do anh em đã đặt cái nút chép của cái micro này lên hơi cao. Chúng ta để khoảng 1 giờ là vừa. Lượt 1 1 2 2 3 3. Trên này thì chúng đang set up với một mẫu là bầu 3 là một series 3 với một vang số Gutim KM6FX kết hợp với một chiếc âm ly Tờ Nông model 1500R 25 mã và giải mã i5 Nano One. Tổng bộ dàn này có mức giá khoảng trên dưới 30 triệu đồng. Tất nhiên nếu anh em có thêm đầu tư thêm equalizer và loa súc nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Được. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một đoạn karaoke với bộ âm thanh này. Được 1 2 3 4 5 6. Được. Về với cám vui mơ thì cũng đều đổi tay trang. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đã có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lầm lừa, vì biết người sẽ vội qua. Trên đây là những hướng dẫn chia sẻ về cách lắp đặt và cân chỉnh tối ưu hóa của chiếc vang số chỉnh tay Gutim KM6FX. Và những sản phẩm vang số Gutim KM6FX, cửa hàng Tiến Dũng liên tục có hàng. Anh em quan tâm hãy gọi cho Tiến Dũng. Và cái việc lắp đặt một chiếc vang Gutim, cân chỉnh cũng như tối ưu hóa một chiếc vang Gutim nó vô cùng đơn giản. Anh em ai cũng có thể làm được. Tiến Dũng chúc quý vị và các bạn sẽ cân chỉnh thành công và có những phút giây thư giãn bên gia đình và người thân. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để nhận ngay các thông báo mới nhất về các clip test âm thanh, các clip giới thiệu sản phẩm và đặc biệt các clip hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật giống như clip ngày hôm nay, được phát trên kênh YouTube vào lúc 11 giờ trưa trên kênh Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Cuối cùng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.